Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Sim Đại Phú. Tôi là Đức Hòa. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Kính thưa quý vị và các bạn, những cái ngày vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai cho các đơn vị chuẩn bị là thông chốt cho tới ngày 1 tới là mình có thể hoạt động trở lại ở những cái lĩnh vực khác nhau, nhưng riêng về gym thì sẽ chưa được hoạt động trở lại. Gym tôi nghĩ là nó sẽ còn kéo dài sau khi mà karaoke, quán bar, vũ trường với tất cả những cái massage mở lại thì gym mới được mở lại. Thì hiện tại cái gym chưa được mở lại như vậy thì quý vị các bạn sẽ luyện tập tại nhà. Tôi thì tôi sẽ cung cấp máy và thiết bị cho những cái hoạt động thể thao tại nhà cho quý vị các bạn được tập luyện tốt hơn ở tại nhà. Ví dụ như là những cái dụng cụ đơn giản như là bao tay, đai lưng, rồi thì quần áo, thiết bị thể thao, máy chạy bộ, rồi thì máy đẩy ngực, máy tất cả các loại máy về sản xuất gym, setup phòng gym, vân vân. Tôi có thể setup phòng gym tại nhà và setup những cái phòng gym khác nhau với những quy mô vừa và nhỏ, thậm chí là có thể là cao cấp hơn cũng có. Rồi thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ những cái vấn đề nó liên quan đến cái việc tập thể dục thể thao như vậy. Thì ở nhà bây giờ mình, thứ nhất là mình ở nhà lâu rồi thì mình vận động, khả năng vận động của mình nó sẽ yếu đi, và yếu đi thì nó sinh ra những cái yếu tố là thể lực nó không được tốt. Thể lực nó không được tốt thì quý vị các bạn cũng biết là cái sức đề kháng nó cũng kéo theo là nó yếu đi. Nó yếu đi thì mình bắt đầu là cái cơ thể của mình nó sinh ra những cái độc tố ở bên trong mà mình không thể biết được. Còn nếu mà nó đã xảy ra đến với quý vị các bạn ở bên ngoài ấy, thì cái da của mình sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Đó, cái da của mình ảnh hưởng đầu tiên, sau đó nó có thể xuất hiện mụn hay là những cái vết nám hay là những cái này cái kia, hay là những cái thâm quần ở trên cái mắt của quý vị các bạn ha. Hoặc là những ở những cái nơi khác ở trong cơ thể, ví dụ như là ở cơ quan, tất cả các cơ quan nội tạng ở bên trong cơ thể nó bị tổn thương, nó bị làm sao đó thì mình không biết được. Lúc đó thì mình phải nhờ sự hỗ trợ của bên y tế, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi xin chia sẻ một cái bài thể lực để quý vị các bạn sẽ tập luyện cùng tôi và sẽ cải thiện được cái khả năng nâng cao sức đề kháng. Rồi quý vị các bạn sẽ tập luyện cùng tôi nhé. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu một cái bài đơn giản về bài squat không đủ ha. Và quý vị các bạn sẽ là tập luyện liên tục. Vị trí mà tôi đang tập là nó ở đây thì tôi sẽ nhảy sang kia ha. Đó là một trong những cái bài sự đơn giản mà những ai cũng có thể tập luyện được. Ở những cái bài thân dưới thì chúng ta sẽ thực hiện liên tục như vậy đến khi mỏi thì chúng ta sẽ kết thúc một set. Hôm nay tôi chia sẻ đến vậy thôi, còn tôi còn thời gian làm những việc khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.